Xin chào toàn thể anh chị em đến với phòng phụ kiện của Toyota Thăng Long có địa chỉ tại 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Như quý khách hàng đã biết là khi sở hữu bất kỳ một mẫu xe ô tô nào, càng những mẫu xe phổ thông kiểu như Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, thì cái nhu cầu trang bị thêm những cái option đồ chơi tiện nghi thì nó càng được tìm kiếm nhiều hơn. Hôm nay thì tiện để nó có 3 mẫu xe, đấy là Fortuner này, Route đẹp trai và Wigo nhỏ bé đang được làm phụ kiện, thì tôi sẽ quay qua một chút những cái phụ kiện mà khách hàng thường xuyên tìm đến khi mà chúng ta mua xe ô tô, đặc biệt là xe Toyota. Đầu tiên, quý vị đang nhìn thấy tất cả các anh em thợ đang tiến hành bọc ghế da. Cái việc bọc ghế da này thì áp dụng cho những cái mẫu xe mà trang bị ghế nỉ. Ở đây thì có Route là ghế nỉ này, Wigo là ghế nỉ này, do đó là chủ xe sẽ lựa chọn để bọc thêm ghế da. Đây là ghế nỉ nguyên bản của mẫu Toyota Wigo nhé. Đây, chúng ta vào trong để xem anh em bọc ghế da như thế nào. Cái việc bọc ghế da thì nó có kiểu nhiều kiểu tùy chọn, là mình có thể lột lớp nỉ ra hoặc là mình bọc lớp da trùm lên trên luôn. Sau khi mà bọc vào thì nó sẽ như thế này. Đây là một cái thớt ngồi của mẫu Wigo đã được hoàn thiện này. Còn đây là mẫu Route. Có một điểm hay khi mà quý vị lựa chọn bọc ghế da cho xe ô tô ấy, là mình có thể tùy chọn cái chất liệu da cũng như là cái màu sắc và cái phối màu. Ở đây thì chủ xe khá đơn giản là lựa chọn mẫu da màu đen, chỉ màu đỏ để tăng thêm cái phần thể thao. Ngoài ra quý vị có thể lựa chọn rất nhiều màu sắc khác hoặc là phối màu rồi là phối kiểu. Cái chi phí bọc ghế da tại Toyota thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 3 triệu đồng cho những cái mẫu xe nhỏ như là Wigo, cho đến khoảng 12-13 triệu đồng tùy vào chất liệu da. Đây chính là việc bọc da. Đi kèm với bọc da thì có hai phần mà chúng ta rất hay làm, đấy chính là dán phim cách nhiệt hay còn gọi là dán kính. Thông thường nếu quý khách hàng mua xe ở Toyota Thăng Long ấy, thì sẽ được tặng luôn cái bộ phim dán phim cách nhiệt. Ở đây thì anh em đang tiến hành dán phim cách nhiệt cho xe này. Dán phim cách nhiệt thì quý vị có tầm khoảng 3 sự lựa chọn về màu sắc. Chúng ta có thể lựa chọn màu dán trong suốt, chỉ có tác dụng cách nhiệt và cản tia UV mà không hạn chế tầm nhìn. Cái màu mà được khách hàng lựa chọn nhiều nhất ý, thì nó gọi là màu tối mờ. Giống như trên chiếc Toyota Fortuner này là dán màu tối mờ. Nhìn từ bên trong ra thì không bị ảnh hưởng nhá. Còn đây nếu mà mình nhìn từ bên ngoài vào này thì sẽ chỉ thấy lờ mờ cái bóng hình ngồi bên trong thôi mà không biết cụ thể là ai. Còn đây nếu mà nhìn từ bên trong ra nhé, đấy, quý vị thấy không hề bị ảnh hưởng gì luôn, vẫn rất rõ ràng tất cả. Nếu mà quý vị thích cái sự riêng tư hơn thì chúng ta có thể lựa chọn cái màu đen xì luôn, tối đen xì. Nếu mà dán xe thông thường mà dán tối đen xì thì chúng ta nhìn từ bên ngoài vào là sẽ không biết trong xe có người hay không đâu. Đây chính là dán phim cách nhiệt này. Dán phim cách nhiệt này thì thông thường tại Toyota Thăng Long đang cung cấp khoảng 4 loại phim. Có phim Suntech này, phim Luma, phim Expel và phim 3M. Nếu quý vị có nhu cầu sở hữu cái mẫu phim cao cấp hơn, đấy là mẫu Vcool, thì chúng ta có thể lựa chọn đặt hàng và Toyota Thăng Long dĩ nhiên là cũng sẽ cung cấp. Cái chi phí dán phim cách nhiệt thì nó rơi vào khoảng trên 3 triệu đồng. Rẻ nhất chính là phim Suntech nhá, đang có chương trình hỗ trợ giảm giá 50%, cho nên là chúng ta chỉ còn thanh toán khoảng tầm 3,2 triệu đồng cho một mẫu xe 5 chỗ thôi và 3,6 triệu đồng cho một mẫu xe 7 chỗ, dán toàn bộ phim bao gồm là kính trước, kính hậu và tất cả kính sườn. Đây chính là dán phim cách nhiệt. Một cái phụ kiện cuối cùng mà hầu như 100% xe đều trang bị, đó chính là trải sàn da Simili. Cái trải sàn này thì về cơ bản nó là một loại giả da. Nó giống như cái chất liệu mà chúng ta sử dụng để may cái cặp học sinh ấy. Thì cái này nó có tác dụng như thế nào thì đây mời quý vị chúng ta hãy cùng nhìn trực tiếp anh em đang thi công. Lật hết ghế lên, trải một lớp Simili da như thế này xuống dưới. Đây, xe này đã bắt đầu trải xong rồi. Đây là lớp Simili này, cận cảnh. Đặt ghế lên, bắt toàn bộ vít lại, cắm lại dây cắm. Chúng ta đã hoàn thiện. Sau khi trải như này thì quý vị thấy là xe rất là sạch, vệ sinh cũng dễ này, không sợ bị ngấm nước này. Không may để những cái đồ gì ra sàn xe thì chúng ta cũng rất là dễ vệ sinh, lau dọn. Trải sàn xong thì anh em sẽ đặt cái thảm theo xe lên, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái thảm khác. Đây, phụ kiện đồ chơi thì có rất nhiều.
tính năng trang trí, tính năng bảo vệ, tiện nghi, tiện ích hay là nâng cao. Tuy nhiên thì dán phim trải sàn, bọc ghế da và trải sàn da vẫn là ba trong số những cái phụ kiện mà khách hàng quan tâm nhiều nhất. Em vừa gửi tới toàn thể quý vị và các bạn xem sơ lược qua về cái phụ kiện trang bị thêm cho xe Toyota cũng như là các dòng xe khác. Hiện tại thì Toyota Thăng Long đang có rất nhiều mẫu xe Toyota bán với giá cực kỳ ưu đãi, chạy trước chương trình hỗ trợ thuế trước bạ 50%, thế nên là về cơ bản các mẫu xe bây giờ cũng đang được hỗ trợ rất là tốt. Quý khách hàng có nhu cầu mua xe và tìm hiểu thì xin vui lòng liên hệ với số hotline theo khu vực miền Nam hoặc miền Bắc em đã đính kèm trên video. Xin chào, xin cảm ơn mọi người và quý khách hàng trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.